Bình tĩnh đối mặt với sự khiêu khích. Khi đối mặt với khiêu khích, tuyệt đối không nên tỏ ra hoang mang, bất an. Hãy bình tĩnh tiếp tục bài diễn thuyết, giữ vững tinh thần, không thay đổi thái độ, thể hiện phong thái của một nhà hùng biện. Tháng 11 năm 40, Bộ Giáo dục Trung Quốc mời nhà diễn thuyết Mã Dần Sơ nói về đề tài chiến tranh kinh tế. Sau khi bắt đầu bài diễn thuyết được một lúc, hội trường phía dưới bỗng trở nên hỗn loạn, xuất hiện nhiều tiếng la ó phản đối, yêu cầu ngưng diễn thuyết. Trước tình trạng này, Mã Dầu Sơ bình tĩnh nói, hôm nay tôi đưa cả người nhà mình tới đây, tôi phải thực hiện bài diễn thuyết này vì trách nhiệm chống lại chiến tranh và chống lại sự đổ máu vô nghĩa. Tiếp đó ông nói, ai muốn bắt tôi xin hãy nhẫn nại đợi tôi nói xong rồi bắt, cũng không muộn. Khi đối mặt với sự khiêu khích, nhà hùng biện Mã Dần Sơ đã không hề hoang mang mà dùng chính sự chính nghĩa để đáp trả. Ông đã khiến người nghe hiểu được tình hình thực tế. Trong bài diễn thuyết bằng tấm chân tình, nhà hùng biện Mã Dần Sơ đã khiến tất cả mọi người xúc động. Đây cũng là một đòn mạnh vào những kẻ la ó phản đối, khiêu khích ông.